Về cái thiết kế tổng thể của Hyundai Accent 2021 thì các bạn có thể thấy là Hyundai Accent 2021 vẫn có chiều dài là 4m4, rộng 1m7 và cao 1m5. Về tổng thể thì xe sẽ không thay đổi nhiều. Hôm nay mình sẽ nhấn tới các điểm nhấn của phiên bản Philippe thay đổi so với phiên bản 2020 bản cũ nhé. Về phần đầu xe các bạn sẽ thấy là sẽ rất là nổi bật luôn, đó là cụm đèn. Cụm đèn của Hyundai Accent 2021 phiên bản Philippe mới đáng tiếc là không phải là cụm đèn full LED giống như là những cái thông tin rò rỉ trước đây. Xe chỉ có trang bị đèn LED định vị ban ngày thôi, còn cụm bóng pha cốt là bóng bi LED nhé. Và cụm đèn gầm thì sẽ là đèn halogen projector. Cụm pha cốt của Accent là bi halogen chứ phải là bi LED. Và phiên bản này ấy, phần đầu xe này, bạn thấy là cái phần mặt ca lăng phía trước nó rất là khác, mình sẽ quay kỹ hơn. Đấy, phần mặt ca lăng phía trước thì nó thiết kế không phải là theo cái ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy giống như các phiên bản Accent 2020, phiên bản Elantra 2020 mà thiết kế theo cái ngôn ngữ mới, nó sẽ giống với Elantra 2020 hơn. Phần cụm đèn phía dưới cũng là dạng cụm đèn sương mù dạng tam giác giống với Elantra 2020. Phần đầu xe, phần cản trước ấy thì sẽ có một hốc hút gió ở dưới đây. Có thêm là một cái đường mạ chrome. Đấy, rất là đẹp và rất là khỏe khoắn. Phiên bản này thì sẽ có thêm một số tính năng mới như là chìa khóa thông minh. Phiên bản 2021 sẽ nâng cấp thêm là có chức năng là mở khóa từ xa, có nghĩa là chìa khóa thì mình có thể là từ xa mình khởi động được máy luôn. Đấy, rất là hay. Mình ở nước Việt Nam mình nhé, nhiều khi trời mùa hè rất là nóng thì mình có thể là ở trong nhà mình bấm chìa khóa thì xe tự động nổ máy, bật điều hòa lên. Khi mình ra xe thì xe rất là mát rồi. Đấy. Phiên bản này các bạn thấy này, cụm đèn phần pha cốt này, đấy, sẽ là bóng halogen nhé, cho ánh sáng vàng. Ánh sáng này thì nó sẽ, cụm đèn này thì nó là đèn bi nên là ánh sáng nó chiếu xa hơn và tập trung hơn. Xe sẽ có đèn LED định vị ban ngày rất là đẹp. Phần thân xe thì xe vẫn là sở hữu những cái đường dập nổi, hai cái đường dập ở trên thân xe rất là thể thao. Phần la răng thì la răng sẽ là 16 inch, phiên bản cao cấp nhất sẽ là 16 inch, các phiên bản thấp hơn là 15 inch. La răng đúc hợp kim và là 5 cánh nhé. Cái phần thiết kế mặt la răng cũng sẽ khác so với phiên bản 2020. Còn cơ bản thì la răng vẫn là 16 như 2020. Phanh đĩa 4 bánh có trang bị ABS cân bằng điện tử nhé. Bản này vẫn có trang bị là xi nhan thì tích hợp trên gương. Gương là gương điện. Tay lắm cửa mạ chrome, có nút mở cửa thông minh trên tay lắm cửa. Nhưng mà cái phiên bản này thì gương sẽ chưa phải là gương tự động nhé. Đây, tổng thể thân xe đây. Các bạn thấy là phần thân xe thì mình nhìn ngang ấy, mình sẽ thấy là thay đổi lớn nhất là phần la răng thôi. Còn về thiết kế tổng thể thân xe thì gần như là không thay đổi nhiều. Thân xe vẫn thế. Xe vẫn trang bị là cửa nóc nhé, cửa sổ trời. Đấy, anten vây cá. Mức tiêu nhiên liệu theo nhà sản xuất sẽ công bố sẽ là 6,2 lít trên 100 cây. Phần đuôi xe thì các bạn thấy này, cụm đèn LED này bật lên rất là đẹp nhé. Cụm đèn LED thiết kế là dạng tinh thể này, 4 cái tinh thể LED. Nó không phải là tinh thể LED đâu, nhưng mà cụm đèn sau nó thiết kế dạng tinh thể rất là đẹp. Đấy, phiên bản Accent 2021 này thì sẽ có 4 cảm biến lùi, 1 camera lùi. Sẽ có ở đây là một cái hốc hút gió thể thao. Đấy. Hốc này thì mang tính chất trang trí nhiều hơn, nhưng mà nhìn cũng rất là thể thao. Và dưới phần cản dưới sẽ là một đường mạ chrome nối hai cái bóng đèn phản quang. Đấy. Phiên bản này thì vẫn là cốp sẽ là cốp có chức năng là cốp mở từ xa và cốp mở khi mà ta đứng gần nhé. Rất là hay. Cốp xe thì khá là rộng. Về dung tích thì sẽ không thay đổi so với phiên bản 2020 nhé. Cốp này sẽ đâu đấy được khoảng 2 đến 3 vali cỡ trung. Đấy. Cốp thì chưa phải là cốp mở điện mà chỉ có nút mở cốp trên chìa, và cốp này là cốp mở tự động, có nghĩa là khi mà ta cài đặt thì đứng gần thì cốp sẽ tự mở, rất là tiện. Về nội thất thì Hyundai Accent sẽ không thay đổi về nội thất nhé. Xe chỉ nâng cấp là từ màn hình 7 inch lên 8 inch và thay đổi giao diện màn hình thôi. Về nội thất vẫn thế, xe là 5 chỗ, 6 túi khí, phiên bản này là ghế da nhé. Và xe có trang bị các loa cánh cửa. Đấy. Về ghế thì xe sẽ là ghế da phối màu be và màu đen. Phiên bản này cũng sẽ trang bị là cửa gió điều hòa ghế thứ hai và cổng sạc cho hàng ghế thứ hai. Cộng với là trên trần sẽ có đèn trần để đọc sách nhé. Đấy, ghế thì có độ ngả rất là thoải mái và các bạn ngồi ở ghế thứ hai thì Accent cũng rất là rộng rãi.
Hàng ghế thứ nhất, hàng ghế phía trước người lái thì xe vẫn là trang bị là ghế lái chỉnh cơ, chỉnh cơ chứ phải chỉnh điện. Đây phần này thì xe vẫn là gương, là gương điện nhưng mà chưa có auto, chưa cập tự động. Đấy, vô lăng thì vô lăng tích hợp có cruise control nhưng mà không thay đổi nhiều so với phiên bản 2020. Về phần nội thất thì chỉ có nâng cấp từ màn hình 7 inch lên 8 inch thôi. Về tiện nghi thì xe sẽ trang bị là 6 túi khí này, vô lăng và vô lăng bọc da, ba chấu tích hợp phím điều hướng cruise control, đèn sẽ là đèn tự động này, gạt mưa tự động này. Đấy, màn hình hiển thị đa thông tin thì sẽ thay đổi một chút so với phiên bản cũ. Phiên bản mới này thì mình sẽ quay kỹ hơn về cái màn hình cho các bạn nhé. Đây phần màn hình này. Màn hình thì sẽ là màn hình 8 inch này. Đấy, và trên màn hình thì sẽ có là bản đồ này, cộng với là các ứng dụng luôn. Màn hình sẽ thay đổi một chút về cái giao diện thôi. Điều hòa tự động. Xe trang bị là khởi động thu phí start stop. Đây, cần số hộp số là số tự động nhé. Xe sẽ trang bị là phanh tay chứ phải là phanh điện tử. Bản này thì gần như là về nội thất thì sẽ không thay đổi nhiều nhưng mình về phần động cơ thì Hyundai Accent 2021 bản Philip mới thì vẫn là động cơ máy là 4 máy nhá. Hình chữ Y 4 và động cơ sẽ là 1.4, công suất tối đa 100 mã lực. Cái bản này thì sẽ động cơ và nội thất là không thay đổi. Đây mình sẽ quay kỹ hơn một chút về động cơ cho các bạn xem.